Xin chào tất cả các anh chị nhà đầu tư. Chào mừng anh chị mình đã đến với kênh YouTube của em, kênh VSY Stock. Thì kênh của em là hỗ trợ những chị nhà đầu tư mình về chứng khoán. Thì hôm nay cũng lại là một ngày cuối tuần, một ngày thứ bảy, một ngày 22 tháng 10. Thì em cũng xin phép mình quay trở lại là một buổi video ngắn để em cùng đồng hành và phân tích với những anh chị nhà đầu tư mình về những vận động chung của thị trường ở trong một tuần vừa qua. Chúng ta đã trải qua những cái diễn biến như thế nào? Và sẽ đưa ra cho anh chị mình những cái tín hiệu vận động kịch bản của VN Index cho một tuần vận động tiếp theo. Và đặc biệt mình sẽ cùng nhau đi bóc tách qua các dòng, các ngành, các mã cổ phiếu. Để từ đó anh chị mình đang cầm nắm cổ phiếu hay là mình đang cầm những lượng sức mua, mình cũng sẽ đưa ra được một chiến lược đầu tư tốt nhất. Nếu như những video của em mang lại kiến thức hữu ích và đầu tư hiệu quả thì anh chị mình có thể ủng hộ em bằng một nút like cũng như là một phần đăng ký kênh. Và đây cũng chính là những động lực thúc đẩy giúp em làm những video sau tốt hơn. Xin phép cảm ơn chị mình rất nhiều. Thì trong cái buổi video cuối tuần thì cái bố cục phân tích của chúng ta đầu tiên là mình sẽ đi qua cái sự tổng quan về thị trường và nhìn lại một tuần vận động vừa qua của thị trường chứng khoán Việt Nam. Cái phần tiếp theo mình sẽ đi đánh giá với anh chị mình về xu hướng của VN-Index đang trong những xu hướng như thế nào. Tại vì đối với thị trường chung quan trọng nhất là về xu hướng và liệu thị trường có tạo đáy số 2 hay không, và đây là điều rất nhiều những anh chị nhà đầu tư mình đang quan tâm. Cái điều tiếp theo trong cái tín hiệu vận động của thị trường chung là đừng bao giờ cãi lại tín hiệu vận động của thị trường luôn luôn đúng, anh chị mình lưu ý. Cái phần số 2 mình đi đánh giá về các vận động của các dòng cổ phiếu, thì với cái góc nhìn của những nhà đầu tư nào mình đang cầm những cái lượng tiền thì đây là một trong những cái cơ hội cực kỳ tốt, quan trọng anh chị mình chờ cái thời điểm nào là thời điểm mình tham gia. Thì tâm lý anh chị mình sẽ rất thoải mái trong những cái khoảng thời gian vừa qua, trong những cái phiên vừa qua với sự sụt giảm trở lại của thị trường. Thì anh chị mình chí ít mình sẽ giữ được cái tài sản của mình không bị âm quá sâu, hoặc là mình giữ được những cái lượng tiền trong túi của mình. Thì đó cũng là thành công anh chị. Và đặc biệt ngược lại với những nhà đầu tư nào mình đang cầm cổ phiếu thì với những cái biên độ giảm giá, anh chị mình có nên trung bình giá hay không? Và nếu như trung bình giá thì khi nào anh chị mình sẽ trung bình giá? Đối với những nhà đầu tư nào cầm cổ phiếu thì em sẽ hướng dẫn cho anh chị mình khi nào mình sẽ trung bình giá. Đây là điều rất nhiều anh chị nhà đầu tư mình cần mong muốn, và mình xử lý được cái tài khoản của mình cho nó tối ưu nhất. Thì đó là những gì chúng ta sẽ đi qua trong một cái bộ bố cục của một cái buổi video cuối tuần ngày hôm nay. Thì đầu tiên em và anh chị mình sẽ cùng nhau nhìn lại một tuần vận động vừa qua của thị trường chứng khoán chia làm hai thái cực. Thái cực thứ nhất là trước ngày đáo hạn phái sinh. Thái cực thứ hai là sau ngày đáo hạn phái sinh. Thì anh chị nhà đầu tư mình đã thấy rất rõ, trước ngày đáo hạn phái sinh của thị trường thì đó là 5 phiên, 1 phiên, 2 phiên, 4, 3 phiên, 4 phiên, 5 phiên. 5 phiên vận động đi ngang quanh vùng giá 1050 của thị trường chung, đi kèm theo đó là thanh khoản thấp. Thì anh chị mình cũng thấy tốc độ giao dịch của thị trường là rất chậm, cũng như sự ảm đạm, chán nản bao trùm lên toàn bộ tâm lý của nhà đầu tư trước những cái phiên đáo hạn phái sinh. Và kết một cái vận động của tuần qua bằng một cái phiên vận động ngày hôm qua, anh chị mình cũng thấy được là thị trường kết thúc bởi một phiên vận động rất khốc liệt. Và bản chất thị trường tài chính, thị trường chứng khoán là một thị trường vô cùng khốc liệt. Hôm qua là một cái phiên giảm nó đấy hơn 38 điểm của thị trường, 3.65%, đi kèm theo đó là một cái phiên thanh khoản cực kỳ lớn, gần 650 triệu cổ phiếu. Thì với những cái phiên vận động ngày hôm qua thì nó có những cái ý nghĩa như thế nào? Và một tuần vừa qua là một tuần mà anh chị mình chia làm hai thái cực của thị trường chứng khoán. Và em cũng đánh giá được cái tuần mà thị trường sẽ tạo cho những anh chị nhà đầu tư mình, đặc biệt với những nhà đầu tư cầm tiền, một cái trạng thái trong chén ngoài thèm. Đấy, ví dụ đặc biệt anh chị cầm tiền thì anh chị mình thấy khi mà mình cầm tiền thì mình nhìn bảng giá là mình sẽ thấy cảm nhận như là mình đang mất đi những cái cơ hội đầu tư, hoặc là anh chị mình đang bị dính vào một cái hiệu ứng mỏ neo, mình cảm nhận là giá cổ phiếu đang rẻ quá. Đấy, mình có tạo được một sự hấp dẫn quá. Trạng thái mỏ neo là gì? Em lấy đơn cử ví dụ dành cho anh chị một số nhà đầu tư mình là mấy một số cổ phiếu, ví dụ em lấy như là những cổ phiếu như là Hoa Sen đi. Đấy, thì một số cổ phiếu Hoa Sen nhiều anh chị mình sẽ rất dễ mình dính vào một cái trạng thái mỏ neo, là anh chị mình thấy đầu tiên những cổ phiếu này trong khoảng thời gian ngắn trước đó nó có những vùng giá 18, 19. Và chung một cái nhịp sụt giảm của thị trường, cổ phiếu nó về vùng giá 11 và sau đó nó hồi phục lên được vùng giá 14. Cho nên một số phiên mà nó điều chỉnh lại, nó test lại, anh chị mình chưa có trang bị được cho mình một cái hệ thống đầu tư, mình bị dính vào một trạng thái mỏ neo, mình thấy con này nó hồi lên được 14, bây giờ nó chỉnh vừa quanh cái vùng 13, mình cảm nhận nó rẻ thì mình mua vào sớm, thì mình lại dính ngay một cái phiên tiếp theo là một phiên giảm sàn.
của cổ phiếu như Hoa Sen. Mọi người lưu ý đấy, thì đó là một trong những trạng thái mà đối với những nhà đầu tư cầm tiền, mình chưa có quản trị được cái tâm lý của mình là yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai là mình chưa có được cho một cái hệ thống đầu tư cái thời điểm mua là thời điểm khi nào. Mặc dù những cổ phiếu như Hoa Sen, cá nhân em mình vẫn đưa vào cái tầm ngắm quan sát cho chị mình khi cổ phiếu test lại thành công. Từ một cái nhịp hồi phục số 1 là một cái nhịp xung lực cực kỳ tốt, nhưng khi nào test lại thành công thì khi đó mình mới mua. Khi nào cổ phiếu xuất hiện những quá trình nó test lại và nó đỡ cung lên, đặc biệt quá trình test lại khối lượng phải thấp thì nó mới đạt vào điều kiện mua. Còn ngược lại, hôm qua là một cái phiên giảm điểm biên độ lớn, khối lượng lớn của những cổ phiếu như Hoa Sen, thì chắc chắn với chị mình, cá nhân em, mình sẽ không tham gia, hoặc là mình sẽ tránh cái trạng thái mình bị dính vào một cái hiệu ứng mỏ neo, một cái hiệu ứng về tâm lý giá trên thị trường chứng khoán. Cho nên với những chị đầu tư nào cầm tiền thì mình sẽ rất dễ bị cuốn vào cái tâm lý vận động của thị trường. Mọi người lưu ý, nếu như mà mình không có quản trị từ tâm lý tốt, khi mà đôi khi mình thấy cổ phiếu xanh đi thì rất dễ chị mình có những khoản mình mua đuổi vào những cổ phiếu, hoặc là mình tham gia vào những cổ phiếu ở những cái vùng giá xanh, đặc biệt là một số cổ phiếu như BVD đi. Thì cá nhân em mình vẫn rất chờ một cái kịch bản tích cực của những cổ phiếu như BVD, nó sẽ tiếp tục nó tái tích lũy lại. Cho nên đôi khi một số anh chị mình có những trạng thái mình vội vàng trong cái việc mình giao dịch, thì mình thấy những con nẻ xanh lên là tạo hiệu ứng cho chị mình kéo theo cái trạng thái mình đi mua cổ phiếu, và mình thấy bản chất trong phiên nó quay đầu nó đạnh vùng giá sàn luôn chị. Có những lúc thời điểm nó vượt vùng giá 22 thì nó tạo sự hấp dẫn cho tất cả những chị nhà đầu tư. Nếu như mình không đánh giá kỹ thì với một cái xu hay giảm của thị trường chung, thị trường rất nhiều những cái bẫy, rất nhiều những cái yếu tố bull trap nó xuất hiện, cho nên mình phải đánh giá cho nó cực kỳ kỹ anh chị ha. Đấy, thì đối với em những cổ phiếu như Hoa Sen, BVD nó vẫn trong tầm ngắm của mình, nhưng trong tầm ngắm không có nghĩa là mình sẽ mua ngay, mà mình sẽ chờ đợi nó đạt về những cái điều kiện mua. Đấy, thì điều kiện mua của mình ở thời điểm hiện tại là điều kiện gì thì em cũng sẽ cùng anh chị mình đi bóc tách. Cho nên những cái khoản đầu tư mà trong một tuần vừa qua với những anh chị mình bị dính vào những trạng thái mà trông chán ngoài thèm, với những nhà đầu tư nào cầm tiền thì mình thấy đâu đâu cũng cơ hội, nhưng cứ mua vào là 80% những cái khoản cổ phiếu về tài khoản của chị mình là mình sẽ đi cắt lỗ. Đa phần 80% anh chị mình bắt đáy, mình đều gặp những khoản thua lỗ trong một khoảng thời gian vừa qua. Cho nên đối với em, bắt đáy nó không phải là một chiến lược, và với cái chiến lược mà bắt đáy với những chị đầu tư nào mình đang bị dính phải á, thì nó cũng không phải là cái phương pháp nó giúp cho anh chị mình giàu được chị. Nó cũng không phải là một phương pháp để đầu tư bền bỉ để cho mình tồn tại lâu dài được trên thị trường chứng khoán. Các nhà đầu tư chuyên nghiệp trên thị trường không ai làm giàu từ một phương pháp bắt đáy, mà họ đánh theo xu hướng. Mọi người lưu ý á, xu hướng là bạn, xu hướng là điều rất quan trọng. Ví dụ đầu tiếp theo mình sẽ cùng nhau nhìn lao một tuần vừa qua, nếu như anh chị mình có những trạng thái mình tham gia vào cổ phiếu hoặc là mình trung bình giá mà nó vô tội vạ, nó không đúng những cái điểm mua an toàn, thì anh chị mình tiếp tục mình gia tăng cái quy mô vốn trong chiều giảm, thì mình thấy là gì, cái lượng vốn của mình càng ngày càng lớn. Chỉ cần cổ phiếu nó tiếp tục nó giảm thì mình rất dễ đưa tài khoản của mình vào một trạng thái rủi ro. Mà đặc biệt anh chị nào càng trung bình giá trong chiều xuống, xu hướng giảm của thị trường chung và cổ phiếu, thì đến một thời điểm nào đó những công ty chứng khoán họ sẽ đến, họ xử lý tài khoản của chị mình, thì khi đó mình sẽ mất rất nhiều những cái dòng vốn. Mọi người lưu ý, đó là do chiến lược vốn của chị mình chưa có đi vốn nó phù hợp, và mình phải có những cái chiến lược đi vốn, chiến lược mua cái hệ thống đầu tư cho nó an toàn. Mọi người lưu ý ha. Đấy, cho nên vì sao nó mới xuất hiện một câu nói 95% nhà đầu tư đều thua lỗ trên thị trường chứng khoán. Ví dụ trong một xu hướng tăng đi chị, anh chị mình mua là thắng, bán là mất, mua đúng cũng lãi, mà mua sai cũng lại, đó là trong xu hướng tăng. Cho nên chị mình sẽ chưa thấy được 95% nhà đầu tư thua lỗ trên thị trường chứng khoán nó là gì. Nhưng ngược lại, thường 95% nhà đầu tư thua lỗ nằm ở đâu anh chị? Nó nằm trong chiều giảm ở đây nè anh chị. Tại vì trước đó anh chị mình đánh trong chiều tăng, mình bị cuốn vào thị trường chứng khoán, mình thấy thị trường chứng khoán kiếm tiền dễ quá, mình có thể bỏ rơi những công việc chính, những công việc làm văn phòng, những công việc kinh doanh, những công việc cửa hàng để mình đi đầu tư thị trường chứng khoán. Mình thấy công việc này nó kiếm tiền nó dễ quá. Nhưng sau đó anh chị mình bị cuốn vào những trạng thái giao dịch của thị trường, mình không nhận diện được xu hướng thị trường, mình mãi mê đầu tư, mình thấy cổ phiếu giảm mình gia tăng mình trung bình giá, cổ phiếu giảm mình gia tăng mình trung bình giá, đến những thời điểm những khoản lãi trước đó trong xu hướng tăng của anh chị mình nó mất hết, và nó cấn vào cái dòng vốn, càng ngày mình bị dính cái trạng thái vào tài khoản mình cực kỳ khó để xử lý. Cho nên vì sao 95% nhà đầu tư không giữ được tiền trên thị trường chứng khoán là do xu hướng giảm anh chị. Còn trong chiều tăng anh chị mình mua ở đâu mình cũng thắng, mình mua ở đâu mình cũng lãi. Đó là cái điểm khác biệt về xu hướng. Cho nên vì sao xu hướng là bạn, anh chị mình lưu ý. Đấy, và trong một tuần vừa qua cá nhân em mình đã review lại và mình đánh giá lại, chỉ có đúng duy nhất một cổ phiếu như Vinamilk thôi, đó lại xuất hiện những điểm mua an toàn. Điểm mua an toàn là gì? Điểm mua an toàn là điểm mua có tín hiệu của dòng tiền, có điểm bùng nổ về khối lượng, có tín hiệu dòng tiền đi vào, và từ điểm mua an toàn chí ít hàng về anh chị mình sẽ giữ được tài khoản của mình ở một trạng thái ổn định, hoặc là mình sẽ có lại. Mọi người lưu ý, trên trong một tuần vừa qua cá nhân em và hệ thống khách hàng bên mình chỉ giải ngân lấy vị thế đúng một mã cổ phiếu của Vinamilk. Anh chị nào xem cái video của em đủ lâu thì mình sẽ biết Vinamilk là cổ phiếu mình đã chia sẻ cho anh chị mình về những cơ hội đầu tư
về những điểm mua như thế nào cho nó hợp lý nhất. Đấy, và kết phiên ngày hôm qua, anh chị mình thấy bản chất thị trường giảm 38 điểm, nhưng Vinamilk là một trong số ít những cổ phiếu vẫn neo và giữ được một cái biên độ giá không giảm quá sâu. Mọi người lưu ý ha. Đấy, và bản chất chúng gặp vùng kháng cự rồi, thì cá nhân em mình sẽ chờ đợi cái quá trình cổ phiếu nó lại tích lũy lại hoặc là điều chỉnh lại khối lượng thấp, thì đó là những trạng thái tích cực của những cổ phiếu như Vinamilk. Mọi người lưu ý ha, xu thế của Vinamilk là một xu thế tăng, cái xung lực cổ phiếu đi lên là cực kỳ mạnh, mọi người lưu ý. Đấy, và với những cổ phiếu như Vinamilk thì em cũng hướng dẫn cho anh chị nào trong room hệ thống khách hàng bên em á, là mình sẽ chặn lại cổ phiếu với vùng giá mua, vùng giá 72.8. Hiện tại mình đang có những khoản lãi gần 6%, thì sẽ hướng dẫn cho anh chị mình chặn lại vùng giá 76. Nếu như trong trường hợp cổ phiếu nó khủng đi vùng giá 76, nó vi phạm về điểm chốt lại, thì mình sẽ bán ra cổ phiếu, mình rút tiền vào túi. Mọi người lưu ý, còn nó vẫn giữ cái biên độ nền tích lũy kênh trên, thì mình sẽ chờ cái điểm gia tăng ở phía sau khi thị trường chung xuất hiện điểm bùng nổ heo đà. Thì những con nào kênh trên là những cổ phiếu anh chị mình sẽ ưu tiên mình tham gia đầu tiên cho một cái chu kỳ tiếp theo. Đấy, và hiện tại thị trường thì thực sự những cổ phiếu mà nó giữ được cái biên độ kênh trên á cực kỳ ít anh chị. Nó như là anh chị mình đi đại cát mình tìm vàng luôn ấy. Mọi người lưu ý nha. Còn tiếp theo mình sẽ quay lại với thị trường chung sau một khoảng thời gian đầu video. Mình nhìn lại một tuần vận động vừa qua của thị trường chứng khoán là những cái trạng thái giao dịch tương đối khốc liệt của phiên vận động giảm 38 điểm ngày hôm qua của thị trường chung. Thì cái tiếp theo, cái quan trọng nhất khi mà chị mình đi phân tích trên thị trường chứng khoán, mình sẽ đi phân tích từ cái tổng quát mới đến cái chi tiết các chị. Ví dụ anh chị nào đã từng tham gia về những cái buổi khóa học của em á, thì mình luôn luôn chia sẻ chị mình lúc nào cũng vậy, mình đi từ cái lớn đến cái nhỏ, từ tổng quát đến chi tiết. Ví dụ như những anh chị nào mình đầu tư về một trường phái cơ bản đi, đấy, thì trước khi mà chị mình đi phân tích vào một doanh nghiệp, anh chị mình cũng sẽ đi phân tích trước là yếu tố vĩ mô, yếu tố nội tại của ngành. Sau đó anh chị mới đi phân tích vào cơ bản doanh nghiệp, nội tại của doanh nghiệp, nó có những sự đột biến về lợi nhuận như thế nào trong cái mô hình kinh doanh, đặc biệt là sự tăng trưởng về doanh thu, tăng trưởng về lợi nhuận. Đấy, mọi người lưu ý ha, thì đó là yếu tố từ tổng quát đến chi tiết. Còn đối với những cái trường phái như cá nhân em là mình đánh theo hệ thống của dòng tiền, mình đánh theo một cái hệ thống là VSA, Volume Strict Analysis, thì mình sẽ đi phân tích tổng thể của một cái yếu tố dòng tiền, chính là thị trường chung anh chị. Cái quan trọng nhất vẫn là yếu tố của thị trường chung. Cho nên vì sao anh chị mình thấy trong một xu thế giảm thì 80% các cổ phiếu đều giảm, nó là như thế. Cho nên cái cơ hội cho anh chị mình sinh lại á, nó rất hạn chế anh chị. Ngược lại trong một xu thế tăng thì 80% các cổ phiếu sẽ tăng. Cổ phiếu mạnh thì nó lại càng mạnh hơn, cổ phiếu yếu thì nó cũng mạnh. Đó là trong xu thế tăng của thị trường. Cho nên quan trọng nhất vẫn là thị trường chung. Đấy, từ cái thị trường chung mình mới đi phân tích qua cổ phiếu, liệu thị trường chung đã có cơ hội tham gia hay chưa, đã đủ sự an toàn hay chưa, đã đủ cái điều kiện mua hay chưa. Thì nếu như đủ điều kiện thì mình mới đi bóc tách phân tích qua từng cổ phiếu, từng dòng, từng mã để mình hướng dẫn cho anh chị mình cách mua như thế nào cho nó phù hợp nhất. Mọi người lưu ý ha, nếu như mà chiến lược anh chị mình đầu tư dễ dàng á thì mình cứ thuận theo thị trường, sau đó mình đi phân tích vào cổ phiếu. Đấy, thì đó là cái yếu tố mà mình sẽ đi phân tích trước tiên về tổng quát đến cái chi tiết. Và bây giờ mình sẽ đi cái tổng quát đầu tiên của thị trường hiện tại, đó chính là về cái xu hướng. Anh chị mình xác định thị trường hai điều thôi: thị trường đang trong xu hướng nào, xu hướng tăng hay là xu hướng giảm. Cái bản chất thị trường hiện tại đang trong xu hướng giảm, nó vẫn chưa có bất kỳ một cái tín hiệu dòng tiền nào để nó bẻ gãy, nó break out được cái xu hướng giảm của thị trường chung ở thời điểm hiện tại. Trên đó là điều mà cá nhân em mình vẫn rất chờ đợi tín hiệu dòng tiền quay trở lại của thị trường. Và đôi khi anh chị mình nghe những nhà đầu tư mình bàn luận một câu nói rất hay: thị trường mà không có lái thì như gái không có chồng. Thị trường mà không có dòng tiền là một thị trường rất là chán nản, rất là ảm đạm. Anh chị thấy những phiên dịch không có yếu tố dòng tiền, thanh khoản thấp, yếu tố kiệt cung thiếu cầu, không có dòng tiền thì nó thị trường cực kỳ chán đó chị. Cho nên quan trọng nhất vẫn là yếu tố dòng tiền, liệu có đổ tiền vào tham gia cổ phiếu hay chưa, họ đã đổ tiền vào đẩy giá thị trường chung hay chưa, thì đó là cái điều quan trọng anh chị. Và trong một xu hướng giảm là một cái điều mà anh chị mình thấy được á, những cái nhà đầu tư chuyên nghiệp trên thị trường như là William O'Neil hay là Jesse Livermore, họ sẽ đứng ngoài. Trong một cái xu hướng giảm, ai là người cầm được tiền thì mới gọi là thành công anh chị. Và những nhà đầu tư nào cầm được tiền anh chị thì đó là cái cơ hội cực kỳ lớn ở trong một cái chu kỳ tiếp theo. Tại vì sau một cuộc khủng hoảng luôn luôn là một cơ hội cực kỳ lớn, và một cơ hội lớn chỉ phù hợp đối với nhà đầu tư nào có vốn anh chị. Còn nếu như mà trong cái trạng thái anh chị mình biết được cơ hội lớn xuất hiện nhưng mà mình không có tiền thì cũng bằng không. Hoặc là anh chị mình có vốn mà mình không có kiến thức nhận diện cái con sóng chu kỳ của cổ phiếu thì cũng bằng không anh chị. Cho nên yếu tố nào nó cũng quan trọng, thứ nhất là phải có tiền, thứ hai là phải có kiến thức, hai yếu tố này phải song hành với nhau thì anh chị mới thay đổi được cái tài chính cá nhân của mình được. Mọi người lưu ý ha. Đấy, cho nên những cái tỷ phú, những cái nhà tài phiệt, những triệu phú họ luôn luôn sinh ra trong những cuộc khủng hoảng, nó là như thế. Ví dụ anh chị thấy câu cái cuộc khủng hoảng hiện tại của thị trường, nó xung quanh xoay quanh của vĩ mô, nó xoay quanh câu chuyện về lạm phát, thì
cuộc khủng hoảng là lạm phát, nhưng cái cơ hội nó sinh ra là gì chị, là chính là đồng đô la, đồng bạc xanh nó lại tăng giá. Cho nên những cái nhà tài phiệt nào mà họ hiểu được cái yếu tố về vĩ mô, họ có những cái yếu tố họ tích lũy cái đồng bạc xanh, thì bây giờ thực sự đó chính là những cái cơ hội. Mọi người lưu ý ha, đấy, lúc nào nó cũng thế. Hoặc là trong những cái giai đoạn mà Covid đi, cuộc khủng hoảng về Covid, thì cái cơ hội nằm ở đâu anh chị? Cơ hội đến từ cái dòng tiền rẻ. Dòng tiền rẻ sẽ chảy vào những cái thị trường tài chính, những cái tài sản có mức sinh lộ rủi ro. Ấy mọi người lưu ý, tại vì những cái chính sách của nhà nước bắt buộc là gì? Phải nới lỏng, thì khi đó cái mặt bằng chung về lãi suất sẽ hạ xuống, thì dòng tiền rẻ sẽ ào ạt chảy ra ngoài thị trường. Cho nên trong một cuộc khủng hoảng luôn luôn sẽ có những cái cơ hội và sinh ra những cái tỷ phú. Mọi người lưu ý ha. Đấy, quan trọng nhất là tiền và kiến thức đó. Cho nên những trong cái xu thế giảm thị trường chung á, thì mình đừng cố gắng kiếm tiền trong một xu thế giảm, tại vì bản chất mình sẽ không kiếm được anh chị. Anh chị, ví dụ chị thấy trong khoảng một tháng vừa qua đi, những anh chị nhà đầu tư nào mà mình cố gắng kiếm tiền, cố gắng mua cổ phiếu, cố gắng tìm kiếm những cơ hội đầu tư, thì thật sự cơ hội là rất ít anh chị. Nếu như mình đánh chắc tay, mình đánh kỹ, mình có một nền tảng rất đủ vững, thì mình có thể lãi 5, 7, 10, 15% là cao lắm rồi anh chị nha, lãi là rất là cao rồi đó. Mặc dù tài khoản mình xanh là mình rất là hay vậy. Còn đa phần anh chị mình nhìn những cổ phiếu từ dòng ngân hàng đi, BID, CTG, STB, anh chị mình thấy đa phần là trong một cái chiều giảm cả. Anh chị nào hay bắt đúng đáy nè, lên đây bán được đúng một cái nhịp hồi nè, thì anh chị mình còn có lãi, dù lãi đây cũng được 10 mấy%. Đấy, còn anh chị nào bắt sai là anh chị mình lỗ ngay. Thì đây là một cái điều rất khó trong một số cái giảm, để cho anh chị mình đi tìm kiếm những cái cơ hội để mà mình kiếm tiền. Ví dụ như cá nhân em đi, trong một cái nhịp này của thị trường nè, mình cũng hướng dẫn cho anh chị trong room á, đánh đúng hai mã thôi. Một là BVD, mình có những cái nguyên lý để mình hướng dẫn cho anh chị mình tham gia với cổ phiếu của BVD. Ví dụ ở đây, vào cái ngày bao nhiêu, vào ngày 7 tháng 10, vào lúc 14 giờ 15 phút, thì trước đó vì sao mình mua cổ phiếu BVD, em đã phân tích cho anh chị mình rất kỹ vào buổi sáng. Khi nào mua, điều kiện mua là gì, lý do mua chúng ta phải hiểu để mình tự tin mình tham gia. Thì buổi chiều có đạt vào điều kiện mua, em hướng dẫn cho anh chị mình ngay với những cổ phiếu của BVD, về những cái điểm mua, về những cái điểm hướng dẫn cho anh chị mình tham gia hiện tại với cổ phiếu của BVD. Anh chị, chính xác BVD là vào ngày 4 tháng 10 anh chị. Ngày 4 tháng 10 là ngày mà chúng ta tham gia với cổ phiếu BVD nè. Lý do mua thì phân tích với anh chị về buổi sáng á, thì hiện tại giá BVD là số cổ phiếu vẫn neo được tích lũy kênh trên, thì sẽ tạo ra những điểm mua khi mà nó có yếu tố đỡ cung trở lại. Cho nên quanh vùng giá 19 nè, thì mọi người chích 20% nó. Ví dụ anh chị mình cầm tiền thì mình chích 20% của dòng tiền mình ra mình đánh T cộng. Tại vì sao? Tại vì thị trường xu hướng nó vẫn trong xu hướng giảm, thì mình không cược cái dòng vốn của mình quá nhiều vào thị trường. Mọi người lưu ý ha, thấy BVD mua 19 và sau này mình cho anh chị mình chặn lại vùng giá 20. Còn một cổ phiếu thứ hai á, chính là cổ phiếu của Vinamilk anh chị. Như em cũng chia sẻ với tất cả mọi người á, thì trong những cái tuần vừa qua á, thì mình chỉ tham gia với cổ phiếu của Vinamilk thôi. Thấy trong cái ngày mà mình hướng dẫn cho anh chị mình về những điểm mua với cổ phiếu này, ví dụ anh chị thấy ngày 13 tháng 10 đi, hôm nay Vinamilk đạt về volume nè, vì sao mua cũng đã phân tích với chị mình kỹ một cái bài buổi sáng về cổ phiếu của Vinamilk nè, lý do mình mua nè, để cho anh chị mình yên tâm. Những cổ phiếu Vinamilk đạt về volume dòng tiền nè, hãy chiết Vinamilk là cổ phiếu có dòng tiền anh chị, mọi người chích 20% tiền ra nè, mình đẩy về Vinamilk nè, đấy, thì những cái điểm mà mình tham gia, điểm mua chi tiết nè, điểm sai mình sẽ cắt lỗ và target của mình là bao nhiêu, thì hiện tại là Vinamilk mình đang có những khoản lãi, mình hướng dẫn cho anh chị mình chặn lại. Thì đó là hai cổ phiếu đó. Còn nhiều cổ phiếu mà giảm càng sâu, giảm càng mạnh là mình phải càng né tránh, đặc biệt là dòng bất động sản. Em cũng chia sẻ gì trong room á, những con mà giảm càng sâu là phải càng né ra. Mọi người lưu ý á, những con nào mà càng neo vùng giá trên cao á, thì đó là những cổ phiếu mà nó mạnh. Đấy, cho mình chỉ đánh hai mã với một cái tỷ trọng vốn cũng nhỏ, tỷ trọng mà mình lấy vị thế thôi. Tại vì quan trọng nhất đối với em á là xu hướng của thị trường chung. Đấy, cho nên trong một cái chiều giảm của thị trường, 80% các cổ phiếu nó đều giảm á chị. Và cái xác suất anh chị mua cổ phiếu á, mình thua lỗ là 80%, chỉ có 20% là mình có lãi thôi, thì liệu anh chị mình có đi cược hay không? Hoặc là những cái trạng thái anh chị bắt đáy là một cái trạng thái cực kỳ khó, thì đối với em mình cứ tập trung, mình phân tích, mình làm những việc dễ thôi anh chị. Còn cái việc khó quá thì mình nhường lại cho những nhà đầu tư khác. Chỉ cần thị trường nó có những cái phiên bùng nổ eo đà, xu hướng tăng nó quay trở lại là mình tham gia nó cực kỳ dễ. Ví dụ anh chị mình thấy trong một cái đà rơi của thị trường chung, mình không biết nó rơi như nào, ví dụ như giai đoạn Covid á, mình không biết nó rơi đến vùng giá nào, nhưng nó sẽ ngừng rơi và đảo chiều khi thị trường tạo được hai đáy. Đây thứ nhất, họ lên test lại thành công và thị trường bước vào xu hướng tăng khi nó xuất hiện phiên bùng nổ heo đà, nó xác nhận đảo chiều xu thế. Thì khi nó bước vào xu hướng tăng, đây là thời điểm anh chị mình đi kiếm tiền, tại vì 80% mình mua là thắng, 20% là thua lỗ chị. Thì liệu mình có dám cược vào thị trường hay không? Chắc chắn một điều là mình sẽ cược. Mọi người lưu ý ha. Đấy, tại vì phiên bùng nổ heo đà là phiên xác nhận dòng tiền, thì khi thị trường đã có dòng tiền tổ chức đi trước
mình là những người ký sinh, mình đi theo sâu thôi, thì cái độ an toàn nó cao rất nhiều. Chứ anh chị nhà đầu tư cá nhân đừng bao giờ đi làm tổ chức, tại vì dòng tiền của mình rất hạn chế, dòng tiền của mình rất hạn hẹp, thì mình rất khó để mà mình vận động. Đừng đi trước dòng tiền, mình hãy đi sau nó chị, thì nó an toàn hơn cực kỳ nhiều. Mọi người lưu ý ha. Cho nên đối với em về thị trường chung á, thì mình sẽ không biết thị trường giảm đến bao giờ, giảm đến khi nào, đến vùng giá nào. Mình cũng không kỳ vọng thị trường giảm đâu chị, mà em luôn luôn tư duy với chị mình về những kịch bản tích cực. Thì mình vẫn ở đây mình chờ đợi phiên bùng nổ theo đà này, tại yếu tố kỳ cung này, hiếu cầu này, thì nếu có phiên dòng tiền đi vào thì dòng sẽ bước vào sóng tăng, nhưng dòng tiền nó không đi vào thì mình vẫn tiếp tục mình đứng ngoài. Mọi người lưu ý nha. Đấy, nếu như mà thị trường chung có giảm thêm ví dụ về 600, 700, 800 thì cá nhân em chắc chắn với chị mình sẽ không bao giờ mua, mặc dù có rẻ bao nhiêu cũng không bao giờ mua. Tại vì ở đây là mình nắm lên xu hướng anh chị, chứ không phải là mình là những nhà đầu tư cơ bản, mình đi tích sản, mình đi gom cổ phiếu. Và anh chị mình có biết rất nhiều những nhà đầu tư tích sản đi gom cổ phiếu thời gian vừa qua, gom từ 1.300 về 1.100 và hiện tại cổ phiếu vẫn giảm. Và những cái tài sản anh chị mình càng gom nó càng lỗ, càng mua nó càng lỗ, thì tại sao anh chị mình lại gom hoài? Mình hãy để một thời điểm thị trường xác nhận xu hướng mình vào mình tham gia, thì tâm lý của mình nó thoải mái hơn rất nhiều. Mà mình càng gom càng lỗ thì tâm lý của mình nó rất nặng nề và càng ngày càng khó xử lý anh chị. Mọi người lưu ý nha. Và đặc biệt mình phải thấy được một cái đặc điểm của thị trường chung á, thì cá nhân em mình chỉ tham gia cho một xu hướng tăng thôi. Đấy, và mình cũng là một người hỗ trợ những anh chị nhà đầu tư tại room hệ thống khách hàng VIP ở công ty chứng khoán VPS. Thì anh chị mình cũng biết á, cái phần mà gọi là một phần thu nhập của mình á, nó cũng đến từ cái việc mình bán sản phẩm, cái trạng thái giao dịch của nhà đầu tư. Đấy, nhưng mà đoạn này thì em vẫn giữ tiền dành cho những khách hàng bên mình. Mình không hướng dẫn anh chị mình giao dịch quá nhiều hoặc là mua nhiều cổ phiếu, không chỉ đúng một mã thôi, là hai mã là Vinamilk với BVD thôi. Đấy, để mình tránh cái trạng thái tài sản anh chị mình âm vốn và mình chờ những cơ hội mới. Tại vì sau một cuộc khủng hoảng luôn luôn là những cơ hội lớn, quan trọng là mình còn vốn hay không. Mọi người lưu ý ha. Thì đó là điều mà em giải thích cho anh chị mình về xu hướng của thị trường. Vì sao mình lại mua trong xu hướng tăng và mình không nên tham gia trong một xu hướng giảm. Và cái trạng thái tiếp theo là thị trường có tạo đáy hay không. Thì điều này bắt buộc chúng ta phải chờ anh chị. Mọi người lưu ý ha. Thấy, và anh chị mình thấy được cái việc mà thị trường tạo đáy hay không á, thì đây là cái vùng đáy thứ nhất nè. Nếu như mà để tạo đáy không á thì phải xuất hiện phiên đỡ cung anh chị. Ví dụ thị trường nó test về lại vùng đáy thứ nhất, nó phải tạo ra một cái phiên đỡ cung. Phiên đỡ cung thì nó mới cho tín hiệu test thành công. Thì cái điều này, tín hiệu này mình sẽ quan sát thêm ở trong vận động của tuần sau. Còn ngày hôm qua là một cái phiên mà anh chị mình thấy được một trạng thái giảm điểm tương đối xấu của thị trường chung. Tại vì sao mà cá nhân em mình lại nói thị trường chung giảm xấu? Thứ nhất, anh chị mình thấy trạng thái giảm điểm của thị trường về giá là biên độ giá giảm rất sâu, biên độ giá giảm rất lớn, giảm 38 điểm. Thứ hai là về volume, một trạng thái mà thị trường test đáy mà nó đi kèm khối lượng lớn, thì đó là một yếu tố mà thị trường sẽ rất mất thời gian để cân bằng trở lại. Anh chị mình lưu ý ha. Đấy, thị trường sẽ cân bằng đến khi nào nó mang yếu tố kiệt cung đi và dòng tiền nó quay trở lại thì nó mới đi lên. Còn một trạng thái mà thị trường test lại khối lượng lớn thì em đánh giá trong tuần sau, nếu như mà thị trường có một phiên đỡ cung thì một cái phiên đỡ cung lên tạo đáy số 2 thì nó cũng phải test lại, test lại nó tạo đáy số 3 nữa. Tại vì quá trình nó kiểm tra lại ngày hôm qua là khối lượng quá lớn, cho thấy áp lực bán còn cực kỳ nhiều. Đấy, mọi người lưu ý cái áp lực bán ngày hôm qua ấy, nó diễn biến từ đầu phiên luôn, mở phiên sáng ra là nó bán ào ạt, nó bán từ đầu phiên đến kết phiên. Thì đó là trạng thái bắt buộc anh chị phải quan sát thêm. Mọi người lưu ý. Còn đối với em, nhiều anh chị mình cũng hỏi em là liệu hôm qua Dow Jones tăng khoảng hơn 800 điểm thì vn index thứ hai mở cửa có xanh không em? Thì đâu đó cái hiệu ứng về tâm lý anh chị nha, đầu phiên sáng xanh thì có thể có, nhưng quan trọng nhất là xu hướng thị trường vẫn đang trong xu hướng giảm. Và trong một xu hướng giảm, thị trường sẽ miễn nhiễm với tin tốt nhưng mà nó lại hiệu nghiệm với tin xấu. Còn ngược lại, trong một xu hướng tăng, thị trường sẽ miễn nhiễm với tin xấu và hiệu nghiệm với tin tốt. Mọi người hãy nắm bắt kỹ về xu hướng, quan trọng nhất là xu hướng anh chị. Mọi người lưu ý ha. Và em cũng chưa có đo lường và phân tích được cái mối tương quan giữa VN Index và Dow Jones. Không có một cái nguyên lý nào nói là Dow Jones tăng là VN sẽ tăng, Dow Jones giảm là VN sẽ giảm. Mọi người lưu ý. Đấy, cho nên đối với em, những chỉ số của Mỹ, những mà không tin thì mình cũng chỉ là tham khảo anh chị, chứ không có điều gì là điều chắc chắn. Mọi người lưu ý, tại vì nó không có mối tương quan. Quan trọng nhất vẫn là yếu tố cung cầu của VN Index nó đang như thế nào. Thì một cái phiên ngày hôm qua là phiên giảm điểm cực kỳ lớn của thị trường chung. Mọi người lưu ý ha. Đấy, nếu như em vẫn chia sẻ lại, nếu như mà nó có đỡ cung lên từ sau á, cho tín hiệu tạo đáy số thành công á, thì nó cũng phải test lại, chứ nó cũng không phải nào lên ngay được. Mọi người lưu ý ha. Chỉ một điều kỳ diệu là gì? Dòng tiền nó phải vào, nó lớn hơn chị, nó lớn hơn phiên ngày hôm qua và nó ao hẹt, nó đổ vào thị trường mới đi lên được ngay. Còn không, thị trường họ lên phải test lại một điểm nữa, test số 3, và quá trình test lại phải là khối lượng nó khắp anh chị nha, test lại đáy 3 khối lượng phải khắp thì nó mới an toàn. Còn mà càng test lại khối lượng càng lớn thì nó không đạt cái độ an toàn nó cao. Ví dụ chị mình lưu ý ở đây nè, ở đây anh chị thấy nè, quá trình mà thị trường nó test lại anh chị thấy không,
cái phiên đây là một cái nhịp sóng hồi của thị trường chung nên gì đấy, cho nên nhịp vừa qua của thị trường cũng không có sóng hồi. Ví dụ mình thấy trước tiên á, những cái biên độ vận động thị trường á, khi mà nó rơi sâu á thì nó sẽ có hồi phục tự nhiên, và cái nhịp hồi phục tự nhiên của thị trường trong một cái nhịp vừa qua ấy, nó tương đối yếu anh chị, thấy nó tương đối yếu, hồi phục không có volume là hồi phục yếu, còn bản chất đây là hồi phục nó còn mạnh hơn anh chị nha, nó hồi phục đấy khoảng 1 tháng á đấy, thì sau nó cũng phải có quá trình nó test lại gì, từ nó không có bùng nổ theo đà đấy thì nó cũng đi kèm những quá trình nó test lại anh chị thấy không, quá trình nó test lại nè. Nhưng mà chị thấy rõ ràng là quá trình test lại khối lượng cực kỳ lớn nè, khối lượng lớn hơn so với vùng đáy trước nè anh chị đấy, thì bản chất thị trường có đi lên ngay anh chị, mặc dù test thành công nè nhưng nó sẽ không lên ngay mà nó hồi lên nè, không phải tiếp tục nó test lại một điểm nữa, có quá trình test lại bắt đầu là ở đây có lượng này cũng thấp hơn à, có lượng này nó thấp hơn so với đáy hai à, nhưng nó vẫn còn cao. Mọi người lưu ý á, thì nó còn một cái phiên gì, phiên tiếp tục nó test lại nữa, test đến thế nào mà khối lượng nó thấp đi nè, dù bắt đầu test lại khối lượng thấp hơn nữa nè anh chị đấy, test một nhịp nè hồi lên nè, khối lượng còn lớn nè, test nhịp hai nè hồi lên nè, test lại nhịp ba nè. Mọi người lưu ý nè, thị trường test tới nào kỳ cung và chờ điểm gì, dòng tiền đi vào. Mình thấy đây quá trình kỳ cung nè, hồi lên test lại kỳ cung nè, dòng tiền đi vào thì nó mới xuất hiện điểm mua an toàn đấy, chứ không thể nào mà thị trường lên ngay đâu. Và hiện tại thị trường volume còn cực kỳ lớn anh chị mình lưu ý ha. Cho nên cái điều ngày hôm qua là cái phiên mà cá nhân em mình cảm thấy là nó tương đối xấu của thị trường chung ấy, là do thị trường giảm điểm biên độ lớn, khối lượng nó lớn quá đấy. Và cái vùng hỗ trợ tiếp theo của thị trường là vùng hỗ trợ đấy trước anh chị nha, quanh cái vùng 1.000 ấy, thì mình cũng không biết thị trường nó có test thành công hay không, thì đó tín hiệu phải chờ đợi trong tuần sau. Mọi người lưu ý thì tuần sau những cái tín hiệu vận động như thế nào em sẽ cập nhật thêm và update với anh chị mình tại room hệ thống ngân hàng VIP hoặc là tại cái room cộng đồng anh chị đấy. Ví dụ bên trong có room cộng đồng nè, thì những anh chị nào muốn tham gia thì mình có thể tham gia vào cái room cộng đồng này. Thì tại room cộng đồng em nghĩ những anh chị nào mình đã có những cái trạng thái mà mình gọi là mình ủng hộ em và mình theo dõi những cái kiến nghị của em trong thời gian vừa qua ấy, thì cũng sẽ tình trạng anh chị mình giữ được tiền nó sẽ cao. Mọi người lưu ý ha, tại vì ở trong cộng đồng em cũng không có cho hướng dẫn cho chị mua nhiều. Những chị nào mà muốn trung bình đa giá hoặc là mình bắt đáy là không có phù hợp với trạng thái trong room này của em, mà đa phần trong room bên này là đa phần em cũng hướng dẫn anh chị mình là giữ vốn thôi đấy. Thì chị ta tham gia thì trong cái phần link mô tả bên dưới ấy, của cái video anh chị, ví dụ trong phần mô tả bên dưới video nè thì em có để cái phần link á, thì anh chị mình có thể tham gia vào, lưu ý ở đây cái link này hoặc là trong phần bình luận nó cũng có anh chị nha đấy, thì tùy anh chị mình muốn tham gia ở đâu nó cũng được đấy. Thì đó là room cộng đồng nó miễn phí thôi, thì hướng dẫn cho anh chị mình về những cái điểm về trường chung và về những cái tín hiệu của thị trường, thì bắt buộc đợt này chị phải chờ thêm anh chị đấy, vào những cái trạng thái trong những phiên trước ngày đáo hạn phái sinh á của thị trường chung anh chị mình cũng thấy là thị trường nó ở trong một cái trạng thái mà khối lượng gấp, đây là một trạng thái mà kỳ cung thiếu cầu thì nó không có yếu tố dòng tiền đấy. Mà anh chị mình biết á, khi mà thị trường chung nó không có dòng tiền á thì cái bản chất nó phải có những quá trình nó giảm điểm để nó tìm về những vùng giá hấp hơn để nó kích hoạt cái nhu cầu tham gia trở lại. Mọi người lưu ý á đấy, cho nên ở trong room bắt này bên em, ví dụ buổi sáng ngày hôm thứ sáu đi thì mình cũng đánh giá một trạng thái của thị trường chung về cho anh chị mình, để cho anh chị mình nắm bắt á, ở trong một cái phiên ngày hôm qua này anh chị đấy, một trạng thái kiệt cung hiếu cầu của thị trường nè. Ví dụ buổi sáng ngày hôm qua đi thì anh chị mình cũng thấy là trạng thái kho thanh khoản khóc kiệt cung hiếu cầu là cái đoạn tương đối khó chịu, vì thứ nhất nó sẽ không tạo được động lực tăng giá, tại vì trước đó là một xu hướng giảm anh chị, thì dòng tiền nó chưa quay trở lại thì không tạo được xung lực tăng giá cho cổ phiếu. Thứ hai sẽ không có điểm mua an toàn, điểm mua an toàn là điểm mua anh chị mình ăn ngon mình ngủ yên, nó sẽ không có. Cho nên khi mà thị trường neo lại quanh vùng giá 1050 được 5 phiên mà dòng tiền không tham gia ấy, thì thường sẽ kiểm tra lại ở vùng lực cầu ở vùng giá thấp hơn để nó xem là vùng này hấp rồi, nhu cầu có tham gia hay chưa, dòng tiền của tổ chức họ có đỡ tiếp tục họ đỡ giá hay không, có kích hoạt dòng tiền hay không. Cho nên việc anh chị mình giải ngân sớm ở một thị trường mà chưa có dòng tiền thì đó là rủi ro chứ không phải là cơ hội. Mọi người lưu ý ha đấy. Cho nên nhiều anh chị nhau tới mình á, đôi khi mình thấy giá cổ phiếu nó rẻ mình đánh lướt sóng, nhưng mà mình lại không có những trạng thái mình tuân thủ về những cái điểm cắt lỗ, thì đôi khi nhiều anh chị mình lại bị dính vào một trạng thái từ đánh dòng đánh yếu tố lướt sóng T cộng theo dòng tiền, mà lại mình lại thành những cổ đông mình kẹp hàng, rồi mình lại đi phân tích cơ bản mình tích sản luôn cổ phiếu, thì mình lại dính cái trạng thái vào cái âm tài sản nó nặng thêm. Mọi người lưu ý á đấy, cho nên đối với em quan trọng nhất là phải tuân thủ về yếu tố cắt lỗ anh chị. Ví dụ anh chị mình thấy đi, em cũng có một cái thống kê trong những cái buổi học, buổi dạy học á, thì mình thấy vì sao anh chị mình nên cắt lỗ. Nếu như anh chị mình để cho tài sản của mình lỗ 38% thì anh chị mình phải lãi lại 60% mình mới hòa vốn. Ví dụ anh chị mình có 1 tỷ mình lỗ 38% tương ứng là 380 triệu, đến một thời điểm nào đó ép cho tâm lý anh chị mình chịu không nổi nữa, mình cắt lỗ ra cổ phiếu, mình mất 380 triệu thì mình chỉ còn 620 triệu rồi. Thì cái khoảng 620 triệu này á, anh chị mình phải lãi lại 60% tương ứng em tính trung bình nha là khoảng 360 triệu nữa thì anh chị mình mới hòa vốn lại gì,
mình lưu ý á, em tính trung bình thôi, tại vì ba mình thấy cái trạng thái mà còn khoảng 300 600 triệu đi, thì anh chị bắt buộc phải lãi 60%, 360 triệu trở lại thì mình mới đi hòa vốn đấy. Cho nên đó là một trạng thái cực kỳ khó. Ví dụ anh chị thấy tiếp theo anh chị mình lỗ 50% đi, thì tôi ứng 1 tỷ anh chị mình còn 500 triệu, thì mình phải lãi là 100% của 500 triệu dòng vốn còn lại thì mình mới đi hòa vốn đấy. Đó là điều mà anh chị mình cần lưu ý. Cho nên mình hãy tuân thủ cắt lỗ 7 đến 8%, tại vì những khoản lỗ nhỏ anh chị mình có thể làm lại được. Ví dụ anh chị mình lỗ 7 8%, mình đầu tư một mã mình lãi 90% là mình kiếm ra được cái dòng tiền của mình ngay, nó rất dễ hơn việc là anh chị mình càng lỗ sâu. Và đặc biệt những khoản lỗ nhỏ luôn luôn sinh ra từ những khoản lỗ lớn đấy. Nếu như mình không xử lý được những khoản lỗ nhỏ thì tình trạng tài khoản của chị mình sai lầm sẽ nối tiếp sai lầm. Cho nên trong thời gian vừa qua, quan trọng nhất anh chị mình phải nhìn lại tài khoản của mình, vì sao cổ phiếu mình lại lỗ lớn, mình có những điểm nào mình chưa có trang bị được cái nền tảng kiến thức của mình, mình cần rút ra bài học kinh nghiệm như thế nào, hệ thống đầu tư của mình đang ở đâu, hệ thống đầu tư của mình đang ra sao, hay và mình có trung bình giá, mình có gia tăng quy mô vốn trong chiều giảm hay không, thì mình phải đúc kết ra được. Tại vì đầu tư đến hiện tại em nghĩ nhiều anh chị mình đang xem video á, thì anh chị mình là những nhà đầu tư cuối cùng của thị trường luôn, và ai là những nhà đầu tư cuối cùng của thị trường thì chắc chắn chị sẽ đều là những người thành công cả. Thì mình đã rút ra được rất nhiều bài học kinh nghiệm sau những giai đoạn khó khăn, những giai đoạn khốc liệt của thị trường chứng khoán, và chắc chắn với chị mình là không có một thị trường nào mà giảm mãi cả, cũng không có một thị trường nào mà tăng mãi cả, nó đều là tính chu kỳ, mọi người lưu ý ha. Đấy. Và em thấy một cái điểm bổ cập của những nhà đầu tư nào mà mình tích sản cổ phiếu hoặc là mình đầu tư theo cơ bản á, là mình đang thiếu đi một cái điểm cắt lỗ anh chị. Ví dụ mình đầu tư theo cơ bản, mình tích sản cổ phiếu, nhưng liệu mình đầu tư 5 năm, 7 năm, 10 năm đi, nhưng liệu trong 3 tháng, 6 tháng thời gian vừa qua anh chị mình có chấp nhận được cái tài sản của mình nó chấp nhận cái khoản thua lỗ 30 hoặc là 40% hay không, mọi người lưu ý ha. Đấy. Cho nên nó mà nảy sinh một câu nói rất hay của những cái nhà đầu tư chuyên nghiệp trên thế giới về phương pháp dòng tiền, họ nói rất hay gì đấy, là một nhà đầu tư cơ bản họ sẽ cược tất cả tài sản của mình vào doanh nghiệp. Nếu như doanh nghiệp đó làm ăn tốt, doanh nghiệp đó đúng sự kỳ vọng, doanh nghiệp đó sinh lãi, lợi nhuận sau thuế có sự tăng trưởng, thì những nhà đầu tư cơ bản họ sẽ lãi rất lớn. Nhưng ngược lại, nếu như không thành công, họ sẽ mất tất cả. Đó là với một cái trạng thái của những nhà đầu tư cơ bản. Còn ngược lại, những nhà đầu tư cơ bản thì họ lại chỉ trích những nhà đầu tư đánh theo xu hướng dòng tiền là gì anh chị? Là những nhà đầu tư cơ bản. Đấy. Tại vì đa phần mình lướt sóng, mình lướt theo cái dòng tiền, mình lướt theo xu hướng thì họ gọi là cơ bản, không có đánh vào những cái doanh nghiệp. Nhưng bản chất anh chị mình sẽ thấy á, ở đâu mà xin được lãi, phương pháp nào mà kiếm được tiền thì đó là thành công cả. Nhưng với cá nhân em, bất kể phương pháp nào mình cũng nên tuân thủ về những khoản cắt lỗ, tại vì cắt lỗ là một điều rất quan trọng anh chị. Và em cũng đã mất rất nhiều tiền để mà mình tuân thủ được những cái điểm cắt lỗ như thế này. Đấy. Trong mọi trường hợp hãy cắt lỗ 7 đến 8%, mọi người lưu ý ha. Đó. Còn tiếp theo mình sẽ đi phân tích với anh chị những nhà đầu tư mình về những cái vận động của cổ phiếu là khi nào mình sẽ trung bình giá, đối với nhà đầu tư nào mình đang kẹp những lượng cổ phiếu thì chị mình lưu ý anh chị mình sẽ trung bình giá, và mình phải tư duy được là gì, trung bình giá nó chính là điểm mua anh chị mình lưu ý nha, trung bình giá nè nó chính là điểm mua anh chị. Mà điểm mua ở đây á, thì khi mà cổ phiếu nó tạo ra cái điểm mua an toàn á thì anh chị mới trung bình giá được. Còn trước mà cổ phiếu nó chưa tạo điểm mua an toàn, thị trường chưa có tín hiệu dòng tiền mà anh chị mình trung bình giá, thì tài sản của mình càng ngày càng gia tăng cái quy mô vốn, chỉ cần nó giảm lại mình sẽ lỗ rất nặng. Cho nên hãy trung bình giá, khi nào cổ phiếu xuất hiện điểm mua an toàn thì đó là cái thời điểm mà chị mình nên trung bình giá chị nha. Đấy, khi nào chị, khi điểm mua an toàn ha. Đó. Và điểm mua an toàn này ở đâu thì mình phải cùng nhau phân tích là khi thị trường có tín hiệu test đáy thành công và xuất hiện điểm bùng nổ theo đà ở phía sau đi anh chị, thì đó mới gọi là điểm mua an toàn, để cho anh chị mình trung bình giá để mình thu hẹp được cái tài sản của mình, giảm thiểu đi được những điểm thua lỗ. Bây giờ đầu tiên mình nhìn với một số mã cổ phiếu của dòng ngân hàng đi, thì mình thấy một số cổ phiếu tâm điểm mạnh nhất đó, ví dụ như BID, nó chưa có bất kỳ một cái điểm trung bình giá nào hoặc là điểm mua an toàn về dòng tiền cả. Cho nên những anh chị nào trong room á, nhiều anh chị mình cũng hỏi em là mình có trung bình giá con này được không em, chị thấy nó giảm sâu quá, nó rẻ quá, có mua thêm được không em. Em nói với anh chị mình là không, khi nào cổ phiếu tạo sự cân bằng, xuất hiện điểm mua an toàn, dòng tiền quay trở lại thì anh chị mình hãy mua. Và anh chị phải tư duy được như em chia sẻ là điểm mua an toàn
nó cũng tương ứng với điểm anh chị mình trung bình giá, và điểm anh chị mình mua trung bình giá nó cũng là cái điểm mua, thì phải chọn cái điểm cho nó phù hợp anh chị. Đấy, trên những cổ phiếu dụ như BID đi, bản chất xu hướng là xu hướng giảm nè, cổ phiếu chưa có dòng tiền đi vào nè, thì chị mình cứ chờ. Đấy, ngày hôm qua thị trường giảm rất là sâu mà con này vẫn neo được lâu anh cái biên á, thì mình cũng phải quan sát thêm. Mọi người lưu ý á, đấy đa phần cổ phiếu thì máy nó cũng đều trong xu hướng giảm chung với thị trường à, vì 80% cổ phiếu đều vận động về thị trường chung mà. Ví dụ chị thấy nè, những cổ phiếu ví dụ mình thấy như CTG đi cũng tương tự anh chị. Ví dụ thấy bản chất những con này nó hồi phục lên nè, mà anh khoản nó hấp dần nè, thì bản chất là gì anh chị, nó bị phân kỳ, nghĩa là giá tăng mà có lượng không tăng, thì nó không có một cái động lực nỗ lực tăng giá và không có dòng tiền tham gia anh chị, cho nên chỉ cần một cái áp lực bán quay trở lại thôi là mấy cổ phiếu sẽ giảm rất là sâu. Mọi người lưu ý ha. Đấy, và đoạn này sau quá trình mà thị trường chung nó quay về nó test đáy á, thì những con nào mà vẫn giữ được vùng đáy trước ở đây anh chị thì mình sẽ chú ý trong một cái chu kỳ tiếp theo, còn những cổ phiếu nào mà nó khủng đáy luôn á là bắt buộc anh chị phải bỏ, tại vì những cổ phiếu này là những cổ phiếu yếu. Ví dụ có một số mã cổ phiếu mà nó khủng đáy á thì anh chị mình có thể thấy, ví dụ như là những cổ phiếu như Techcombank nè, thì ở đây nó khủng đáy nè, tại con này nó yếu nè chị, nên phải loại bỏ nè. Hoặc là một số cổ phiếu STB nè, nó cũng mấp mé cái vùng này là vùng gọi là gì, rất là mỏng manh, cổ phiếu STB mọi người lưu ý á. Đấy, hồi phục không có volume nè, đấy mà những anh chị nào tham gia trong những cái điểm mà mình chung mình giá hồi phục không có volume này á, thì cổ phiếu giảm lại đi là tiếp tục là anh chị bị lỗ kép, lỗ cái khoản mà mình đã kẹp vùng trên cao, mình còn lỗ hơn cái vùng mà mình chung mình giá. Mọi người lưu ý á, trên chung mình giá nó cũng là một điểm mua an toàn, thì mình hãy chờ cổ phiếu cân bằng, thị trường chung có xác nhận dòng tiền bùng nổ heo đà thì mình hẳn tham gia. Đấy, thì đó là cái điều mà em giải quyết cho anh chị mình về câu nói, nó cũng rất đơn giản đó, khi nào anh chị mình chung mình giá được. Mọi người lưu ý mình sẽ note lại cái này là màu vàng để cho anh chị mình hãy nhớ. Một số cổ phiếu tiếp theo thì mình cũng sẽ đi đánh giá với chị mình sơ bộ thôi, dòng ngân hàng nè, dòng chứng khoán nè, dòng dòng chứng khoán anh chị, một số mà cổ phiếu chứng khoán tương tự, ví dụ như những cổ phiếu như VND đi, cái quá trình cổ phiếu hồi phục lên á nó lại không có dòng tiền, ngược lại lực bán volume qua cực kỳ lớn nè, thì những cổ phiếu mà nó test lại volume lớn á là tín hiệu không an toàn anh chị nha. Đấy, ở đây volume khá là to với những cổ phiếu như VND nè, mọi người lưu ý á, thì mấp mé nó cũng khủng đi cái vùng đấy trước, thì những này là những cổ phiếu yếu cho một cái chu kỳ tiếp theo mình phải loại bỏ. Cho nên trong những nhịp vừa qua ấy, thì cá nhân em mình cũng đánh giá với tất cả những chị nhà đầu tư mình á, trong ba dòng ngân hàng bằng chứng khép thì dòng chứng khoán là cái dòng mà em đánh giá nó yếu nhất, ta không có một cái nhịp hồi anh chị. Ví dụ hồi đây cực kỳ yếu nè, mọi người lưu ý á. Đấy, tại vì sao, khi mà hồi yếu cho cái lượng cung còn rất nhiều. Đấy, ví dụ nó hồi lên là bị bán, hồi lên là bị bán, hồi lên là bị bán, thì không có điểm mua. Mọi người lưu ý, trong đó ví dụ số cổ phiếu BID, CTG nó còn tạo được một cái xung lực hồi đấy khoảng 10 đến 15%. Đấy, những cổ phiếu dù hay như VCI riêng biệt, có VCI còn hồi tốt gì, nhưng mà bản chất nó cũng đang quay về nó test đáy, thì mình sẽ cùng xem như thế nào. Nếu như mà nó vẫn test nó giữ được đấy thì mình sẽ quan sát sau, nhưng mà ở đây volume cũng lớn nè, em qua khối lượng rất lớn của thị trường, khi mà anh chị mình nhìn qua kích mà cổ phiếu nè nó test lại mà khối lượng lớn như này á, nó rất là trẻ, nó khủng đáy anh chị nha, xác suất nó khủng đáy là rất là cao luôn ấy. Ví dụ test lại khối lượng cực kỳ lớn của cổ phiếu nè. Đấy, một số cho nên vì sao anh chị mình đừng có bắt đáy, đừng có đi trung bình giá ở đáy số 1, nó là như thế. Và anh chị mình đánh giá lại, ví dụ anh chị nào mà trung bình giá ở đáy số 1 đi, thì có phải phiên ngày hôm qua đã tạo một cái nỗ lực rất lớn cho anh chị mình bán là cổ phiếu anh chị. Đấy, đó là như thế anh chị. Một số cổ phiếu như HCM cũng vậy nè, khối lượng cực kỳ lớn, hồi lên vốn thấp giảm là khối lượng rất là to. Với những cổ phiếu HCM thì dòng chứng khoán là cái dòng mà bắt mé là nó khủng đáy anh chị nha, nhiều cổ phiếu nó cũng khá là yếu. Đấy, thì cổ phiếu nào khủng đáy thì mình bỏ thôi, thì đoạn này mình cũng chờ thêm. Cá nhân em mình cũng kỳ vọng thị trường nó đi vào một kịch bản tích cực, nhưng mà khi mà nó phát cái tín hiệu xấu á thì mình cũng phải tùy cơ ứng biến thôi. Đấy, chứ không phải nào mà thị trường nó giảm vô lớn lượng lớn mà mình nói thị trường nó đẹp thì nó không đẹp được anh chị. Đấy, ví dụ mình kỳ vọng điểm tốt nhất của thị trường là nó vẫn giữ được cái móc đáy cũ nè, nó đỡ cung lên nè, cho tín hiệu test đáy số 2 thành công thì nó còn ok anh chị nha, thì mình phải chờ thêm tuần sau. Một số cổ phiếu của dòng thép đi, bằng chứng thép nè, mình thấy một số cổ phiếu như Hoa Sen đi. Đấy, thì hôm qua là cái phiên giảm trở lại volume cũng khá là to, khá là lớn với những cổ phiếu như Hoa Sen, thì hiện tại nó vẫn trên cái vùng đáy, thì mình sẽ cùng quan sát xem cái biên độ cổ phiếu nó test lại nó giảm lại như thế nào. Nhưng mà hôm qua có lượng khá là lớn anh chị nha. Đấy, một số cổ phiếu Nam Kim nó cũng tương tự nè, nó cũng có lượng lớn nè, nhưng mà nó vẫn giữ trên vùng đáy nè, thì mình thấy đâu đó nếu như mình đối chiếu thì dòng thép nó vẫn ổn hơn so với dòng chứng khoán đó anh chị. Đấy, ngược lại trong dòng thép thì có ông mà phát nè, ông cũng đáy anh chị, những cổ phiếu ông phát còn như nó cũng đáy á, có lượng lớn nè, thì những con này mà khủng đáy lượng lớn là khá là yếu chị nha, cho nên hồi phục khối lượng thấp là hồi cực kỳ yếu đó. Mà những chị nào trung bình giá mà những vùng này là những yếu tố cực kỳ rủi ro đấy, thì cũng đã chia sẻ với chị mình nhiều à. Thường mà cái nhịp hồi phục số 1 á là một cái nhịp hồi phục lên để cho anh chị mình cơ cấu, để cho anh chị nào kẹp hàng, những chị nào mà mình căng mặt xin á, tài khoản mình sử dụng đòn bẩy nhiều á, thì mình nên ưu tiên mình hạ ra cái quy mô vốn anh chị, để mình giải tỏa đi bớt đi cái sức căng sức nặng của tài khoản của mình, chứ không phải là để mua. Đấy, mua khi nào, mua khi cổ phiếu test lại thành công khối lượng thấp đỡ cung lên dòng tiền đi vào thì nó mới chính điểm mua, nhưng mà test lại lượng lớn là mình bỏ tiếp. Mà lưu ý ha, một số cổ phiếu tiếp theo mình quay trở lại với dòng dầu khí đi anh chị.
thì bản chất với dòng dầu khí mạnh nhất với là cổ phiếu BVD. Nhưng mà khi mà anh chị thấy BVD ngày hôm qua cũng là phiên cực kỳ xấu cổ phiếu nè, biên độ giảm lớn nè, khối lượng cực đại khoảng gần 24 triệu cổ phiếu BVD, thì cái phiên này là cái phiên mà nó cho thấy tín hiệu gì, cổ phiếu sẽ rất mất thời gian cân bằng. Mọi người lưu ý nha, cho nên BVD là sẽ mất thời gian anh chị, nhưng ở đâu đó chị thấy vẫn trong cái biên đó, ví dụ về dưới nó có cái nền hỗ trợ cổ phiếu này anh chị, đấy với những cổ phiếu BVD này. Thì thật sự một cái phiên sàn nhưng cổ phiếu BVD nó vẫn giữ trong cái biên kênh trên anh chị nha, mình vẫn xác định rõ ràng là những con này nó vẫn trong cái biên kênh trên. Nó sẽ gãy cái biên kênh trên như nào khi mà nó khủng đi cái biên độ vùng giá quanh vùng 18.5, ví dụ tuần sau mà nó chọt khủng cái vùng giá nền tích lũy nè, là coi như nó sau là coi như nó vào xu hướng giảm thì mình sẽ không đánh cổ phiếu BVD nữa đấy. Cho nên vì sao khi mà xu hướng thị trường giảm anh chị mình không nên mua tại điểm mua số 1, nó là như thế, mình chỉ mua điểm mua số 2, ví dụ nó cân bằng tốt nè, dòng tiền đi vào bùng nổ đi mua số 2 á, thì mình mua sẽ an toàn hơn rất nhiều. Mọi người lưu ý ha, thế đây có thể nó gãy về cái nền dưới là việc bình thường, thì một cái phiên khối lượng lớn sẽ mất thời gian cân bằng với những cổ phiếu như BVD đấy. Ở trong room bách hàng thì em cũng đã đề cập với chị rất kỹ, thì triển khai mình vẫn quan sát mình chờ đợi với những cổ phiếu này thôi, nhưng mà nó phát ra tín hiệu như thế này mình sẽ mất thời gian đấy. Một số cổ phiếu còn lại mình thấy như BVS đi, khi mà BVD giảm những con BVS cũng giảm á, cho nên ví dụ chị mình thấy mình đánh những con BVD thôi, còn những con này vẫn trong trên giảm thôi, nó không có dòng tiền. Một số cổ phiếu như BR cũng tương tự đúng không, hôm trước cũng có nhiều anh chị mình hỏi em là phiên dòng tiền đi vào đột biến volume nào có phải điểm mua không em, thì chắc chắn với chị mình không phải điểm mua. Những cổ phiếu trong một xu hướng giảm nền nổ số 1 đầu tiên không phải điểm mua chị, mà nếu như nó tốt á, nó phải tạo nền số 2 đây nè thì mình mới tham gia anh chị. Nên nổ số 1 là bị fail ngay nè, điểm bull chap hàng về anh chị mua viên bùng nổ về là mình phải cắt lỗ hết đấy. Cho nên đó là cái điểm khó khăn của thị trường trong một xu hướng giảm, đa phần thấy đẹp nhưng mà vào mua là lỗ ngay, trạng thái trong chén ngoài rèm với vận động của thị trường chung đó. Một số cổ phiếu tiếp theo mình đi đề cập sơ lược với anh chị mình về dòng cổ phiếu, dòng bất động sản đi, thì đây là một cái dòng cực kỳ yếu luôn anh chị, thì mình cũng không biết dòng này giảm đến khi nào, thì nó trong một xu hướng giảm thì cũng khó quá, khó quá đấy. Cho nên dòng bất động sản là cái dòng yếu nhất trong tất cả các dòng thị trường ở điểm hiện tại, nó hồi là một phiên chứ giảm là ba bốn phiên thì nó cũng không tạo được một cái cơ hội đầu tư đấy. Cho nên những anh chị nào mà có lỡ tay mà bắt đáy thì nên tuân thủ, mà vi phạm thì cắt lỗ sớm anh chị ơi. Ví dụ đây nè, trong mọi trường hợp này hãy cắt lỗ 7-8% nè, tại vì cái điểm bắt đáy không phải điểm mua an toàn, mọi người lưu ý nha đấy. Một số cổ phiếu tiếp theo thì mình cũng nhìn qua một số cổ phiếu của KBC, ví dụ khu công nghiệp đi, nhiều anh chị thấy con này nó neo 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 vùng giá dưới nè, thấy đi ngang cân bằng nè, nhưng mà cân bằng khi nào có dòng tiền thì mới tạo điểm mua anh chị. Ví dụ như KBC có dòng tiền bùng nổ đây, cá nhân em cũng sẽ không mua, mình mua khi nào, mua khi nó tạo cái nền số 2, điểm bùng nổ số 2 mới là điểm mua an toàn. Cho nên chị mình chung chung mình dám muốn chung mình ở đây nè, nó mới an toàn anh chị. Còn chị mình mua vội quá trong cái nền nó cân bằng không có dòng tiền là chị thấy rất dễ thì trường giảm sẽ đục tiếp. Hãy những con mà giảm càng sâu là những cổ phiếu yếu, thì trường tăng nó không tăng nhưng mà thị trường chung giảm lại là nó là những cổ phiếu giảm đầu tiên. Mọi người lưu ý ai phải né những con nó ra. Một số cổ phiếu tiếp theo mình đánh giá qua với anh chị mình là dòng bán lẻ, dòng viên và dòng trụ đi đấy. Một số cổ phiếu ví dụ mình thấy ở dòng bán lẻ có những cổ phiếu như MWG, xu hướng nó cũng là xu hướng giảm á anh chị ơi. Dù đây nó cũng quay về hỗ trợ tiếp theo của những cổ phiếu MWG quanh hỗ trợ đấy trước nè đấy. Những cổ phiếu thì đa phần bây giờ sẽ là cái vùng hỗ trợ đấy trước chung với tín hiệu vận động của thị trường chung, thì mình kỳ vọng với những cổ phiếu của thị trường mà là tổng thể thị trường chung đi. Ví dụ bây giờ chủ yếu là mình đi phân tích về thị trường thôi gì, tại vì xu hướng thị trường sẽ quyết định tất cả. Ví dụ trong tuần sau thị trường mà đỡ cung lên tốt á, thì những cổ phiếu mà test về vùng đáy trước á thì nó cũng sẽ có một cái phiên đỡ cung đấy. Còn mà thị trường mà đục khủng luôn vùng đáy thì những cổ phiếu nó cũng sẽ khủng đáy luôn. Cho mình chủ yếu mình quan trọng mình tập trung về thị trường chung anh chị nha đấy. Một số cổ phiếu của Masan, Vinamilk này nọ cũng không tạo điểm mua, FPT cũng thế anh chị. Thấy những cái điểm mà dòng tiền chỉ đột biến volume, nhưng bản chất đây là phiên cơ cấu thì những cổ phiếu chủ nó bị điều tiết khá là lớn anh chị ha. Trên những cổ phiếu này không tạo điểm mua an toàn. Một số cổ phiếu tiếp theo mình nhìn lại với dòng cổ phiếu dòng bảo hiểm đi, mình thấy những cổ phiếu như BVH nó cũng tương tự anh chị. Đấy, những con này đôi khi nó test lại là nó còn vol thấp anh chị nha. Ví dụ này nó test lại vol nó cũng thấp nè thì nó không phải yếu tố rủi ro cao. Những con nào test lại vol lớn á thì thực sự đó mới là yếu tố rủi ro. Đấy, thì đó là với dòng bán lẻ, dòng viên, dòng trụ. Anh chị thấy những con như Vinhome, VIX ngay nào nó cũng giảm 4-5%. Thì cái động lực nào để mà cái động lực đi trường nó kìm hãm ra cái đà giảm anh chị. Những con này mà nó giảm riết nó tạo sự tiêu cực rất là lớn ở thị trường luôn. Những cổ phiếu như VIX cũng tương tự như thế là anh chị. Đấy, em lưu ý anh chị, con Vinamilk lỏng neo đánh công lưng cái VN Index trong một khoảng thời gian vừa qua anh chị ha. Đấy, cho nên tuần vừa qua anh chị nào đánh Vinamilk thì mình mới có lãi thôi. Còn đa phần những cổ phiếu khác thì nó rất là khó khăn cho việc mà anh chị mình cầm nắm. Đấy, một số cổ phiếu dòng dịch may sản cũng rất là yếu. Dù như anh chị mình thấy là những con cổ phiếu như VCH đi. Hôm trước có một số anh chị mình thấy em là con này nó tạo test cung em. Thì bản chất anh chị mình thấy nè, trong một xu hướng giảm, cổ phiếu hồi lên không có volume, khối lượng thấp thì đó là một trạng thái thiếu dòng tiền anh chị, chứ không phải là test cung. Mọi người lưu ý nha, cũng không có phiên nào là phiên test cung của những cổ phiếu này cả, trên chỉ có một số biến động nó rất dễ nó quay về nó giảm lại đấy. Cho nên trong một xu hướng giảm vì sao mình không đầu tư cổ phiếu, mình không có triển khai mình đánh vào những cổ phiếu này, nó là như thế anh chị. Cái một số cổ phiếu dòng thủy sản, dịch may, dòng điện nó cũng bắt đi, nó mất đi cái trend này. Quan trọng là xu hướng nó cũng đã mất đi hết anh chị đó. Thì đó là về một số cổ phiếu
tâm điểm của thị trường mà em đề cập đến chị mình trong một cái buổi video ngày hôm nay. Và anh chị mình lưu ý những cổ phiếu nào mà rơi khủng đáy á, thì đó là những cổ phiếu yếu, và những con nào mà nó test lại nó vẫn giữ được cái vùng đáy cao hơn á, thì nó là những cổ phiếu mình sẽ canh lại trong một cái tuần tiếp theo. Thì mình sẽ tuần sau mình sẽ xem vận động thị trường, tín hiệu thị trường test đáy như thế nào, thì mình sẽ đi cập nhật thêm với anh chị mình về thị trường chung và cổ phiếu ở trong tuần sau ấy. Còn thời điểm hiện tại, ngoài những cổ phiếu ví dụ như Vinamilk ra ấy, thì xu hướng nó còn tăng ấy, còn những cổ phiếu còn lại anh chị mình thấy á, cái cơ hội trên thị trường nó đếm trên đầu ngón tay rất ít, hầu như là đi đãi các tiệm vàng ấy. Cho nên cái việc khó ấy, thì thôi anh chị mình đừng có đi bắt đáy, mình cứ làm cái việc dễ thôi. Khi nào thị trường nó vào xu hướng thì mình đánh sâu. Ví dụ anh chị mình thấy tại rơm bán hàng bên em á, tới đây khoảng một tháng trước sau cái ngày mà em mổ á ấy, em cũng đã chia sẻ với anh chị mình này về những cái tín hiệu vận động của thị trường chung á. Thì đoạn này á, ví dụ trong ngày 3 tháng 10 đi, thì khi mà thị trường nó có những điểm nó gãy đi cái xu thế từ trước á, thì cũng đánh giá với anh chị mùa này nè là mọi người cứ giữ sức khỏe nhé. Tại vì thời gian vừa qua cũng có một số thông tin về đậu mùa khỉ xuất hiện ở Sài Gòn cái gì, thì cho nên là gì anh chị, thôi anh chị mình cứ tập trung vào công việc cá nhân để mình gia tăng cái thu nhập ấy, tại vì đánh giá sẽ tối ưu hơn, tại vì thị trường chung nó chưa có cơ hội anh chị. Đấy, mọi người lưu ý cho anh, trong khoảng thời gian vừa qua, một tháng vừa qua, hầu như chị thấy cái danh mục của em là sạch trơn luôn á, là không có mua bán cổ phiếu nào anh chị. Ví dụ như có lâu lâu có một hai mã đánh ngắn, ví dụ như là Vinamilk hoặc là BVD, chứ còn không là danh mục của em trắng clear sạch trắng trơn luôn, thì mình cũng xử lý từ sớm, cho nên mình cũng đã áp lực ở thời điểm hiện tại. Thì đa phần mình cũng cầm những cái dòng tiền, mình chờ đợi những cái cơ hội nó quay trở lại thôi, quan trọng nhất là dòng tiền anh chị ấy. Và tiện thể ở đây thì có một số anh chị mình á cũng hay hỏi em là về cái room cơ cấu danh mục em có tạo hay chưa, thì chị mình cũng lưu ý, ví dụ như hiện tại em cũng đã đang tạo và triển khai cái room cơ cấu danh mục này đối với một số những chị nhà đầu tư mình. Ví dụ là đây là room cơ cấu danh mục của hệ thống khách hàng bên em nè, ấy cũng hướng dẫn cho chị mình vào đây mình sẵn sàng trước, cái việc gì mình cũng phải sẵn sàng cái gì. Thì em cũng thông báo đến chị tại room á, tại khách hàng bên em á, sau cơn mưa trời lại sáng, sau những cuộc khủng hoảng luôn luôn là một cơ hội. Thì cá nhân em mình là một người tư duy tích cực thôi, chứ mình cũng chả mong thị trường nó giảm hoặc là nó sập gì cả chị ơi, tại vì thị trường giảm thì mình đâu có cơ hội mình đầu tư. Cho nên chị thấy trong khoảng một tháng vừa qua thị trường giảm, cơ hội đầu tư đếm trên đầu ngón tay, không có cơ hội, cho nên bản chất mình sẽ chờ đợi cơ hội mới xuất hiện trở lại. Và tình trạng trong room khách hàng bên em á, thì nhiều anh chị mình cũng mình follow theo những cổ phiếu mà em hướng dẫn mình đầu tư, thì mình cũng tuân thủ điểm cắt lỗ, nhưng vẫn có một số lượng anh chị còn lại á, thì mình có những cổ phiếu riêng lẻ mà mình đánh theo cái nền tảng cá nhân của mình á, thì nó không nằm trong cái danh mục của em á, thì mình chưa có xử lý được. Cho nên em cũng biết rất nhiều những anh chị mình cũng đã trao đổi với em cái hiện tại những cái tài sản anh chị mình cũng đang bị khâm mục, thì em cũng sẽ cố gắng mình hỗ trợ tốt nhất với anh chị mình là mình sẽ tạo ra một cái room cơ cấu cổ phiếu. Khi những cổ phiếu đó nó xuất hiện lại cơ hội về gọi là điểm mua an toàn á, khi nào mình trung bình giá chị, mình phải trả lời khi nào trung bình giá, thì khi cổ phiếu tạo điểm mua an toàn á, thì em sẽ hướng dẫn lại cho anh chị mình để mình có những điểm mình trung bình giá đúng điểm mua, nó thu hẹp được cái khoản lỗ, mình thu hẹp được cái khoản đầu tư tài sản của mình nó hồi phục trở lại. Thì đó là cái mục đích em sẽ tạo ra cái room cơ cấu này, nhưng thời điểm hiện tại vẫn chưa xuất hiện, chủ yếu là mình sẵn sàng thôi gì, mình chờ khi nào dùng chung xuất hiện bùng nổ heo đa thì em sẽ hướng dẫn anh chị mình về những điểm mua an toàn. Đối với em điểm mua an toàn chứ mình không bao giờ hướng dẫn anh chị mình giá con này rẻ nè, giá con kia rẻ nè, mua đi, không phải là như thế. Mình đều có cái nguyên lý chiến lược phương pháp đầu tư rõ ràng. Mọi người lưu ý nha, room này là room dành cho hệ thống khách hàng bên em ấy, và ngoài ra cũng có một số đặc quyền ưu đãi. Và đây là cái room cơ cấu danh mục chủ trương là tại room khách hàng, cho nên một số anh chị nào mình muốn tham gia ấy, thì mình có thể liên hệ với bạn Hải Anh, bạn ấy sẽ hỗ trợ anh chị mình cách thức thủ tục tham gia. Chỉ cần anh chị mình mở tài khoản tại công ty chứng khoán VBS, hoặc là nếu như anh chị mình đã có tài khoản rồi thì mình có thể chuyển đổi về em quản lý, thì mình sẽ tham gia cái hệ thống room cơ cấu này. Nếu như mà anh chị mình chuyển về mình đạt những cái nhu cầu về dòng vốn anh chị, thì mình sẽ được tham gia luôn room hệ thống khách hàng VIP. Đây là room mua bán chiến lược tham gia đầu tư của room em, kiến nghị trực tiếp. Còn đây là một room cơ cấu, khi nào có cơ hội cơ cấu em sẽ hướng dẫn anh chị mình sau. Mọi người lưu ý ha, thì điều kiện rất đơn giản, có thể có mở tài khoản hoặc là anh chị mình có thể là mình chuyển tài khoản. Thì về cái việc mở tài khoản ở công ty chứng khoán VBS nó cực kỳ tối giản, cực kỳ đơn giản, và hiện tại trong cái chương trình tháng 10 VBS đang ưu đãi mở tài khoản miễn phí, đặc biệt là với những tài khoản mới anh chị mình vừa mở, mình sẽ được miễn phí giao dịch 0% trong 6 tháng đầu tiên kể từ ngày mở, và mình được đặc quyền là mình chọn tài khoản số đẹp theo cái sở thích, theo cái nhu cầu, theo cái gu của cá nhân anh chị mình. Mọi người lưu ý ha. Đấy. Ngoài ra vào tháng 11 cá nhân em mình sẽ tìm những cái thời gian nó phù hợp, mình sẽ tổ chức một cái buổi thực chiến về kiến thức đầu tư để cho anh chị mình trang bị thêm cho mình đầy đủ kiến thức cho một cái hành trang của một cái chu kỳ tiếp theo. Mọi người lưu ý ha, thì em luôn luôn mà mình thường tổ chức những cái buổi học miễn phí cho chị khách hàng tại room. Đấy, thì anh chị nào muốn tham gia
hoặc là muốn vào trong cơ cấu thì anh chị mình phải liên hệ với bạn trợ lý bên em, đó chính là bạn Hải Anh, qua số Zalo 0945 866 915 hoặc là qua số Zalo của em 0974 046220. Thì cũng cảm ơn quý chị nhà đầu tư mình đã ủng hộ kênh và theo dõi buổi video ngày hôm nay. Chúc anh chị mình hai ngày cuối tuần vui vẻ bên người thân và gia đình. Sau cơn mưa trời lại sáng, không có một thị trường nào mà giảm mãi cả, cho nên anh chị mình vững tin về thị trường chứng khoán.